Liên tục chương trình, xin kính mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Cẩm Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Long An, sẽ gửi đến chúng ta một sáng tác của soạn giả Hữu Lộc, bài hát rất nổi tiếng được mang tên Em yêu tiếng hát quê hương. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin cảm ơn giọng hát rất ấn tượng của em Cẩm Châu. Phải nói trong cái ngành công chức viên chức của nhà nước mà có một giọng hát đặc biệt như thế này thì rất là hiếm hiện nay. Mặc dù phong trào văn nghệ trong công chức viên chức của chúng ta đang sôi nổi và phát triển, nhưng tìm những giọng hát lạ và giọng hát hay như vậy thì rất là hiếm. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn giọng hát của em Cẩm Châu rất là nhiều.